Ấy vậy đó hả? Ấy nhiều chuyện vậy đó hả? Ừ, không dám để máy lên trên nữa, máy lên trên mà em thấy em nói chuyện. Chào. Ừ, em mình đó hả? Hả? Ừ. Đã mong mèn cũng nhìn cái máy tôi à. Ơi nằm mình nói chuyện mình vậy đó hả? Ai tới giờ hé ồ, tới giờ cô muốn nói rồi. Giờ anh nói hoài vậy hả? Không đưa nhắm đưa máy vô trong nè. Đưa máy vô là dòm hoài. Anh ơi. À. Em à. Em dữ quá em ơi, em nói chuyện dữ quá à. Em nhiều chuyện quá em ơi. Em nhiều chuyện quá em ơi. Ai dạ. Ai dạ. À là bú rồi phải không? Nè, nói gì vậy? Tới giờ coi. Ở tới giờ nói vậy hả? Cái thanh quản nó muốn nói vậy hả? Ê, hoài vậy hả? Ê. Em nhiều chuyện lắm nè. Em nhiều chuyện lắm nè. À, không, cầm máy lên không có nói nên mày không có cầm. À. Ừ. Nói chuyện không? Ừ. Yêu em quá à em ơi, yêu em quá à yêu em ha, cầm máy lên không nói chuyện hả? Đó không muốn cầm máy là vậy đó, né cái máy thì ok. Anh ư e hét sùm hà, suốt ngày sùm vậy thôi vậy đó. Cầm máy lên là im luôn. Diễn ra coi. Nói mày nghe coi. Sao? Sao? À vậy đó hả? À vậy đó hả? 4 tháng rưỡi mà nói chuyện vậy đó hả? Ừ, không thèm nói không?